Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng Chủ nhật, 24 tháng 3, ngày thứ 760 của cuộc chiến Ukraine. Ngày hôm nay là 24 tháng 3, theo như lời của Tổng thống Nga Putin ngày hôm qua thì hôm nay nước Nga sẽ bắt đầu cái ngày gọi là quốc tang để mà tưởng niệm các cái nạn nhân trong vụ thảm sát uh, khủng bố ngày hôm qua vâng về phía chúng ta thì cho dù quý vị cùng chúng tôi có những quan điểm phe phái như thế nào nhưng mà nhìn chung thì chúng ta chủ nghĩa khủng bố nó luôn là kẻ thù chung của nhân loại của thế giới cho nên là chúng tôi rất hối thúc quý vị để mà phản đối các vấn đề liên quan đến khủng bố tất nhiên nhiều khi thì cái danh giới của nó cũng rất là mong manh trong một cuộc chiến đúng không ạ nhưng mà quan điểm của chúng ta trước sau như một À, bất cứ một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào mà chúng ta dung túng với lại những cái ý tưởng, những hành động như vậy Thì cuối cùng chúng ta cũng có khả năng trở thành cái nạn nhân của nó Trong các cuộc chiến cũng không ai người ta có thể thắng được bằng khủng bố Không ai thắng được bằng nói phép đúng không quý vị à, Và như vậy chúng ta đã bắt đầu vào ngày thứ 760 của cuộc chiến Ukraina rồi Chúng tôi sẽ cập nhật cùng quý vị những thông tin liên quan tới sự vụ khủng bố ngày hôm qua một điều rất thú vị là sau khi cái sự kiện khủng bố diễn ra, thì uh, chúng ta cũng nhìn thấy cái thế cuộc ngày nay thôi. Các nước như là Afghanistan, chính quyền Taliban cũng đã nhanh chóng gửi lời chia buồn uh, và có bày tỏ một cái thái độ là cũng không liên quan gì đến họ. Có nghĩa rằng họ bây giờ không phải là ngày xưa nữa. Rồi những cái lực lượng như là Yemen và Hamas và uh, Hezbollah cũng đã chia buồn ngay lập tức với nước Nga. Còn lại thì về phần mình, chính phủ Mỹ à, nói rằng là họ không có kế hoạch để mà chia buồn với nước Nga. Họ chỉ xác nhận đó là một cái sự kiện khủng bố mà thôi. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von leyen thì nói rằng là chia buồn với lại à, nạn nhân của à, vụ thảm sát, à, gia đình của nó các nạn nhân vụ thảm sát, à, được cho là IS thực hiện. Đấy, tức là cái ý của bà ấy thì nó cũng giống như kiểu bà ấy nói rằng là Quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản là do Nga thực hiện. Tức là phát biểu để mà gọi là chia buồn nhưng mà cũng liên quan tới việc đánh là hướng truyền thông, định hướng dư luận. Nói chung là không thể tin được vào phương Tây, đúng không ạ? Tất cả những gì họ làm nó chỉ là cái vấn đề mang tính chất chính trị mà chính trị nó rất là hổ bại. Giống như kiểu là đến nhà người ta à, chia buồn trong lễ tang. Uh, tôi chân thành chia buồn uh, với gia đình uh, vì uh, gọi là anh nó ra đi ông nó ra đi uh, vì đã làm việc xấu đấy kiểu như vậy còn về uh, các cái luận điệu thì uh, càng ngày càng dữ dội uh, phương tây thì bây giờ đang cố gắng để mà nhìn chung là đánh lạc hướng khỏi cái việc đó là cái việc của ukraine làm tất nhiên chúng ta chưa đi đến kết luận ukraine thì uh, nói rằng đấy là cái việc do nga làm và nga chuyên làm như vậy và tất nhiên ukraine cũng chuyên làm như vậy đúng không ạ từ trước đến nay tất cả những cái việc nhà máy điện hạt nhân nga cũng tự bắn đập kakovka nga cũng tự làm tấn công điện kremlin nga cũng tự làm và có thể nói là tất cả mọi việc đúng không ạ từ trước đến nay cứ một cái việc gì mà phía nga có thiệt hại thì ukraine đều nói rằng là nga tự làm tất nhiên đấy là những cái việc nó mang tính chất nó, nó chẳng hay ho đẹp đẽ gì đúng không ạ tuy nhiên thì có thể nói là nó, nó nó thú vị tôi không biết nói thế nào dùng từ thú vị và ngỡ ngàng là quan chức của nước anh đã cảnh báo putin là không được sử dụng cái vụ tấn công moscow không nói là tấn công khủng bố cảnh báo putin không được sử dụng vụ tấn công moscow để tăng cường cho cuộc chiến ukraine vâng và thông tin chính do tờ telegraph của anh đã đăng tải trích dẫn một quan chức nước anh cảnh báo putin không được sử dụng vụ tấn công moscow để leo thang và tăng cường cuộc chiến khổ vậy những cái quốc gia siêu cường nhưng mà uh, vị thế siêu cường đã mất hàng trăm năm nhưng mà trong đầu óc trong uh, một cái thế giới tưởng tượng thì vẫn nghĩ rằng mình đang là siêu cường các quốc gia như Nicaragua và Syria cũng đã lấy ngày 24 tháng 3 là cái ngày quốc tang để bày tỏ tinh thần đoàn kết với lại nhân dân Nga. Hôm qua thì Phó Chủ tịch nước của chúng ta cũng đã gửi lời chia buồn với lại Tổng thống Putin liên quan đến sự kiện khủng bố. Liên quan đến diễn biến thì hôm nay chúng ta có những thông tin như sau. Vào năm 2022 và đầu năm 2023, thì lúc bấy giờ Ukraine đã có những chương trình để mà tuyển dụng những cái chiến binh uh, hồi giáo thuộc các cái khu vực vùng uh, IS các khu vực um, vùng Nam Cáp Cát, vùng Nam Trung Á và trong đó thì thậm chí ở cái um, đại sứ quán của Ukraine của vùng Tajikistan tức là cái đất nước mà có những kẻ khủng bố kể trên còn đăng những cái biển hiệu tuyển những cái chiến binh đến chiến đấu cho Ukraine và trên thực tế đã có rất nhiều chiến binh lên đường sang Ukraine. Chúng ta cũng biết là Tajikistan thì gần như nó là một cái nước nghèo nhất ở trong toàn bộ cái khu vực này. Và nó là một cái nước nó rất là loạn bởi vì những cái sự thống trị của người Anh cộng với lại những đấu tranh chính trị và đấu tranh lợi ích địa chính trị ở trong khu vực này từ rất lâu liên quan đến người Anh. Trong đó người Anh đã dần dần mất đi cái ảnh hưởng và những cái thị trường liên quan tới vải vóc, dệt giếc vân vân có điều kiện chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực này để, để nghiên cứu thêm. Như vậy thì uh, chúng ta đã thấy rất rõ đúng không ạ? Đó là một trong những cái việc mà nó liên quan rất nhiều đến cái sự kiện ngày hôm qua à, và cái việc này thì chúng tôi cũng đã nói nhiều lần trong uh, không chỉ từ cái ngày đó mà sau này thì nó có rất nhiều những cái việc nó tăng cường cho cái việc đó. Bản thân cơ quan tình báo Nga thì cũng đã có nắm được những thông tin về những cái việc như vậy. Đây là một thông tin nó nó rõ ràng hơn đúng không ạ? thông tin rõ ràng hơn nữa là cái kẻ chủ mưu cái kẻ chủ mưu không phải kẻ chủ mưu kẻ đứng đầu của những kẻ mà thực hiện thảm sát kể trên là một người mà đã có quốc tịch ukraine tức là đã sống ở ukraine có quốc tịch ukraine cá nhân anh ta hôm qua còn có thêm những cái video do cơ quan an ninh nga công bố về việc là À, đâm vào những cái người đàn ông đã thiệt mạng ở khu vực thảm sát, rồi cắt cổ nhiều nhiều người, cắt cổ một người và có những hành động có thể nói là nó cực kỳ nó man dợ và phi nhân tính. Có nghĩa rằng là người đã chết rồi nhưng mà cố tình còn đâm đi đâm lại rất nhiều vào cái xác đấy để mà khoe với lại à, những cái người thuê anh ta làm cái việc đó. Một người có quốc tịch nga. À, trong ngày hôm qua nhưng mà cuối cùng thì Putin đã khẳng định lại là anh ta không có quốc tịch Nga và cơ quan uh, FSB cũng nói rằng đó là những thông tin giả mạo còn thông tin liên quan tới việc quốc tịch Ukraine thì bây giờ nó có thông tin ở trên mạng nhưng mà nó chưa được xác nhận bởi các cơ quan có chức năng như vậy là chúng ta thấy là cái việc liên quan đến Nga đúng không ạ nó không có nhưng mà nó có cái liên quan đến Ukraine đây là một cái việc có thể nói rằng nó rất leo thang và những hình ảnh của anh chàng đấy đã xuất hiện ở trong quân đội Ukraine dưới một cái đơn vị nào đó rất nhiều ở trên mạng. Scott Ritter, cựu uh, thanh sát viên của Liên Hợp Quốc và sĩ quan tình báo CIA cho biết uh, tất cả những bằng chứng trên chỉ ra rằng Ukraine là bên thực hiện và thực hiện dưới cái sự điều phối của CIA. Ông... Uh, ông gì nhỉ? Uh, Đại tá uh, Mark Rigwa cũng có một cái quan điểm tương tự tức là ông ấy là cố vấn của bộ quốc phòng Mỹ. Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở vùng Ả Rập cũng đã gọi là chiếu đèn cờ nga để bày tỏ sự tưởng niệm và đoàn kết với nhân dân nga. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những cái gì mà cái diễn biến mà có thể nói rằng là đã khiến cho những cái kẻ khủng bố này phạm sai lầm, uh, sai lầm để mà cuối cùng họ bị bắt bây giờ đầu tiên uh, chúng ta hãy để ý ngày hôm qua đúng không ạ Chúng tôi cùng quý vị đã đến một cái thông tin về việc là vụ án này nó không đơn thuần nó chỉ liên quan tới cái việc ai đó thuê để làm mà nó không có cái sự lắt léo chúng ta hãy xem bốn người đàn ông đã sống ở bốn vùng khác nhau của nước Nga uh, cái vị trí không quá quan trọng quý vị nhé một người thì làm uh, cắt tóc Uh, và cả bốn người này đều không nói tiếng nga một cách sành sỏi và như vậy là những người còn lại thì tôi không biết nghề nghiệp là gì chắc chắn là thông tin sẽ dần dần lộ ra nhưng mà bốn người sống ở bốn nơi sau đó thì đã được kết nối để mà tiến hành cái vụ việc kể trên và vụ việc kể trên khi mà họ tấn công vào vùng này tây bắc của nước nga thì nó vào cái thời điểm mà có thể nói đông đảo nhất uh, tối 8 giờ ngày thứ sáu thì không chỉ là ở nước Nga mà tất cả những nơi trên thế giới đấy là cái ngày, ngày giờ mà nó dạo dực nhất, đúng không ạ? Người ta ra đường nhiều nhất, người ta đi du lịch nhiều nhất, người ta đi chơi bời, về quê, uh, tất cả mọi thứ nhiều nhất. Và những kẻ khủng bố đó đã lợi dụng cái tình hình đó để tấn công vào một cái thời điểm 8 giờ là một cái thời điểm cực kỳ là cao điểm về giao thông. Dẫn tới việc là bọn chúng đã có nhiều thời gian để mà gây ra những cái tổn thất rất lớn trong đó việc là thực hiện cái việc phóng hỏa toàn bộ cái khu vực phức hợp lớn như vậy mà trong đó thì các cơ quan an ninh của phía nga à, đặc nhiệm đã không thể đến kịp được cái thời gian và lúc bọn chúng chưa rút đi bởi vì là đường phố lúc đấy nó dày đặc người nó không thể di chuyển nổi còn lại thì những kẻ khủng bố sau khi nó đã rút đi thì nó trà trộn vào đám đông đám đông lúc bấy giờ nó đông như là kiến luôn không có thể phân biệt được với ai với ai và nó chạy hỗn loạn như vậy thì với việc uh, bản thân những kẻ khủng bố này thì có những kỹ năng về khủng bố bắn biết nhưng mà nó cũng không phải là ở cái mức độ nó thiện xạ có nghĩa là cầm những khẩu súng bắn thì nó cũng ở một mức độ gãy trung bình khá bắn trượt rất là nhiều chỉ có một cái điều là nó không tiếc đạn và nó rất là tàn độc và nó rất là lạnh lùng nó bắn nó xả nó cứ gặp người nó nó bắn bắn trượt nó bắn đi bắn lại có những người mà nó chĩa vào nó bắn bao nhiêu lần không trúng rồi như tôi đã nói với quý vị nó đâm rồi nó cắt này nọ vân vân cả những người sống những người chết tuy nhiên thì khi biết được rằng là bắn như vậy ấy, thì nó không dây được một cái tổn thất lớn cho nên là những kẻ khủng bố nó đã tìm cách để nó quây mọi người ở bên trong rồi nó phóng những cái nhiên liệu đốt cháy và như vậy đấy là một cái kế hoạch đã được thực đã được tính toán từ trước. Sau khi cháy thì bọn chúng đã rời đi, trà trộn vào cái đám đông lúc ra khỏi các khu vực cửa. Như vậy thì có thể nói là gì? Ở đây chúng ta thấy một điểm rằng là cái quá trình của giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện là nó rất hoàn hảo đối với lại những kẻ khủng bố. Được liên lạc, được đưa vũ khí, được trả tiền một nửa để thực hiện những việc đó và diễn ra một cách như là những cái người thuê đúng không ạ? Gây ra một tổn thất lớn nhất, kinh hoàng nhất, vân vân. Và sau đó thì nó không giống như các chiến binh IS là nó không có vứt súng đầu hàng, nó đánh nhau tới chết như là IS. Có nghĩa rằng đây không phải là IS. Đây là một cái sự tính toán rất rõ, những kẻ khủng bố thuê sau đó rút đi để làm các vụ khác vậy thì cái điều đáng nói là gì sau khi nó trà trộn vào đám đông trên cả khu vực rút đi như thế lẫn khu vực mà uh, giao thông hỗn loạn ở phía bên ngoài đúng không ạ cho nên là phía nga đã không thể xác định được là cái uh, cái kẻ khủng bố nó đã ra khỏi khu vực đấy hay chưa uh, và như vậy là nó đã rút đi một cách khá là an toàn tuy nhiên thì chính từ đây nó mới xuất hiện ra một cái vấn đề mà nó để lộ cái điểm yếu cái sai lầm lớn nhất của nó và điều này nó cũng nói lên nhiều điều, những kẻ khủng bố thì được trả có đâu có 6.000 đô, đúng không ạ? Và bọn chúng không có, đều là những người rất nghèo đói, bọn chúng không có tiền để mà mua nhiều xe, cho nên là cái xe Renault của Pháp màu trắng đã được sử dụng để khủng bố. Thì cuối cùng cũng chính là cái xe đấy để mà đưa bọn chúng đến cái biên giới vùng Ben Gros, bằng cũng chính cái xe đấy luôn. Và theo như cái lời kể cũng như những gì diễn ra thì chúng ta thấy là sau khi rời khỏi ngoại ô Moscow là bọn chúng đã đi theo một cái lộ trình được dẫn dắt để đi tới bằng một cái kẻ chỉ điểm chỉ định nào đó mà có khả năng kẻ đó như chúng ta đã dự đoán ngày hôm qua là nó sẽ nói rằng là các ông cứ đi về hướng đấy đúng không ạ? Có người của chúng ta ra đón, thậm chí là chúng ta sẽ mua tất cả à, những cái cơ quan an ninh này nọ vân vân trên đường đi cho nên là các ông có thể vừa đi vừa huýt sáo và thậm chí là nó đã sử dụng sai lầm của nó là nó sử dụng cái xe đấy để nó chạy đi thứ hai nữa nó lại đi cùng nhau đúng không ạ không một cái bọn tổ chức tội phạm có tổ chức nào lại đến mức độ nó manh động như vậy cả à, lẽ ra thì nó sẽ vứt cái xe đấy đi để mà nó chuyển xe sang một xe khác đúng không ạ thế nhưng chúng ta cũng không biết là tại sao nó làm như thế chúng ta chỉ biết rằng là nó không có tiền để nó làm đấy thôi còn tất nhiên nó có thể cướp nhưng mà chưa chắc là nó đã biết đường để nó cướp được những cái xe để mà đi trong cái trạng thái hỗn loạn khi nó không biết muốn bứt dây động rừng khi nó chạy về hướng tây đúng không ạ à, rồi sau đó nó lại phạm phải sai lầm nó đi cùng nhau như vậy rằng là nếu những kẻ gây án như vậy thì quý vị thường thấy là sau đó nó sẽ phân tán đi mỗi người một nơi đúng không ạ vứt hết vũ khí vứt hết danh tính này nọ đi rồi tản mỗi đứa đi một cái biên giới mà rõ ràng nước nga có rất nhiều biên giới với các nước cộng hòa liên xô cũ nó thừa sức để có thể nó trốn được nếu nó thay hình nổi dạng Đấy, thế nhưng mà cuối cùng nó lại lên xe để nó đi thẳng về biên giới bằng chính cái xe đó và bốn đứa với nhau. Và trên đường đi thì nó đã đăng video để nó khoe, nó khoe với những người nào đó đứng đằng sau về những cái việc hành động rất tàn bạo và rất đẫm máu. Và tất nhiên như chúng ta đã thấy, đó là những hành động mà chính những kẻ thuê chúng nó đã bắt chúng nó phải làm bằng được là phải hành động một cách man dợ, đẫm máu, gây khủng hoảng hơi gây hoảng loạn như vậy thì đến đây chúng ta thấy mọi việc nó đã có một cái sự uh, vâng nó móc lối với nhau đúng không ạ à, những gì mà chúng ta phân tích vào buổi tối muộn ngày hôm qua rất có khả năng vậy là chúng ta bây giờ sẽ loại trừ ra cái yếu tố is liên quan đến cái việc này trong ba cái vấn đề is bỏ đúng không ạ bây giờ chỉ còn lại ukraine và những cái lực lượng nào đó mà muốn gọi là mượn tay của Ukraine không phải mượn tay, mượn bóng, đúng không ạ? Mượn hơi của Ukraine, mượn uy tín của Ukraine để làm việc này. Và trong đó thì cũng không loại trừ những kẻ đấy cũng là những kẻ ở trong thành phần xã hội, thành phần chính phủ Ukraine. Tức là cái 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 mục tiêu nghi vấn hàng đầu thì là chính phủ, đúng không ạ? Chính phủ và các cơ quan của Ukraine một cách chính thức. Còn cái thứ hai thì trong cái uh, xã hội Ukraine nó sẽ có những cái nhóm nó muốn leo thang cuộc chiến. đúng không, quý vị. Đấy những cái nhóm lợi ích vậy và tất nhiên những nhóm đấy thì nó sẽ giấu tên và cái nhóm lợi ích đấy thì nó cũng là cái nhóm của lợi ích của chính những cái cơ quan tình báo của nước ngoài. Vâng, tại sao tôi nói như nói lại chuyện này? Bởi vì uh, chúng ta phải để ý một điều rằng là nước nga họ đã chiến thắng, không phải là vì họ đang thắng ở trên chiến trường, họ đang chiến thắng bởi vì họ vẫn đang duy trì được sự cân bằng ở trên chiến trường, ở xã hội, ở kinh tế ở các vấn đề liên quan đến chính trị và đặc biệt là uy tín của uh, giới cầm quyền. Đấy là chiến thắng của họ. Ukraine uh, hoặc là bên thứ ba có thể làm gì đấy để mà phá vỡ cái thế cân bằng đấy, phá vỡ bằng cách nào gây tổn thất về kinh tế, xã hội uh, và bắt Nga phải leo thang cuộc chiến. Đúng ạ, đấy là một cái mà nó rất nguy hiểm. Bởi vì nhiều quý vị cứ thử hỏi tại sao mà Nga bây giờ chưa leo thang. Bởi vì là bây giờ họ đang làm rất tốt và nó đang cân bằng. Leo thang thì nó sẽ phải huy động nguồn lực và không phải đơn giản đâu. Thắng thì không biết là thắng được đến bao nhiêu, nhưng chắc chắn là thua thì thua rất nhiều. À... Chứ còn chúng ta hỏi được câu đấy thì tất nhiên là Putin và nước Nga cũng hỏi được câu đấy. Đúng ạ. Lý do tại sao họ không làm? Bởi vì có những thứ nó quan trọng hơn thế rất nhiều. Nhưng nếu như mà cái việc này mà Putin và Medvedev đều nói liên quan đến Ukraine thì chắc chắn rằng là họ sẽ mạnh tay đúng không à, ạ mạnh tay leo thang vậy thì họ sẽ rơi vào một cái uh, vào một cái bẫy của một cái thế lực nào đó đứng đằng sau đại đa số người ukraine chính phủ ukraine thì chắc chắn cũng không muốn nga leo thang đấy là một cái khẳng định họ không uh, muốn chứng kiến cảnh nga tổng động viên đấy là một cái điều mà họ sợ nhất cái này thì tôi ở trên mạng tôi biết cái không khí đó thế nhưng mà trong chính phủ ukraine và cái lực lượng nào đó, một cái nhóm lợi ích nào đó thì nó lại rất muốn cái điều đó xảy ra. Và cái đó thì nó cùng một cái mục tiêu với lại cái nhóm lợi ích của những cái cơ quan dưới đất, đúng không ạ, dưới thế giới ngầm của Anglo-Saxon. Và cái điều này thì ý tôi nói là nó liên quan tới cái việc diễn biến của ngày hôm nay chúng ta cập nhật. Có nghĩa là cái đoạn đầu thì nó tổ chức nó rất là chìm chu nó rất là vàng chuyên nghiệp, nó diễn ra rất hoàn hảo như kế hoạch. Nhưng mà cái đoạn sau ấy thì nó lại rất là amateur, quý vị công nhận không ạ? Nó rất amateur và dẫn đến việc nó đã bị bắt. Đấy và cái đấy nó không loại trừ đúng không ạ? Bởi vì trong cái lúc nó làm xong như vậy thì cái mong nó thoát thân là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng rõ ràng là nó phải có được một cái sự dẫn dắt nào đó, đúng không ạ? Để mà uh, nó đi về hướng biên giới Ukraine nó có những cái sự liên hệ với Ukraine, nó có quốc tịch Ukraine và có rất nhiều những cái gì đó dính tới Ukraine để cho Nga tin rằng đây là những kẻ mà do Ukraine đã sử dụng để tấn công khủng bố vào nước Nga. Thì tất nhiên là cái nhóm đầu tiên, đúng không ạ, nhóm số 1 này nó sẽ loại trừ. Bởi vì bản thân cái nhóm số 1 là đa số Ukraine này thì họ không muốn là Nga tiến hành một cuộc chiến trên quy mô lớn với lại chính họ. Như vậy chỉ còn lại cái nhóm số 2 và số 3 mà thôi. Và nhóm này nó đã làm cho cái việc cuộc tháo chạy của những kẻ này nó diễn ra giống như những gì người Nga nghĩ rằng nhóm số 1 đã làm. Và tất nhiên chúng ta cũng chỉ phân tích đến đến đây thôi. Chúng ta không thể kết luận được đó là SBU, đó là GUR hay là một cái nhóm bí mật nào đó, đúng không ạ? Hay là Tổng thống Zelensky hay là ai cả. Chúng ta chỉ biết rằng là có rõ ràng có những cái nhóm lợi ích nó muốn những cái việc như vậy vâng và, và tôi vẫn phải muốn nhắc lại một lần nữa là rất nhiều quý vị băn khoăn là về việc là tại sao nga không uh, tiến hành tổng động viên rồi đập chết này nọ vân vân đúng không ạ uh, chúng ta phải nhớ một điều rằng là nước nga đang chiến thắng và chính sự chiến thắng đấy là cái sự họ đang giữ được cân bằng mọi thế của họ trong mọi thế trận còn nếu bây giờ họ làm cái việc đấy thì họ sẽ đánh mất cái sự cân bằng đấy Còn không biết là họ đánh chiếm được cái gì đúng không ạ nhưng rõ ràng là thời điểm hiện tại uh, xã hội hiện tại bảo là đánh chiếm được một hai thị trấn làng mạc thành phố mà phải đánh đổi với một cái thế trận đa cực mà nó nghìn năm có một như hiện nay thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không đáng không đáng để putin phải cố gắng thêm một nhiệm kỳ nữa đúng không ạ bởi vì rõ ràng thế giới của chúng ta nó đang đứng trước một cái vận hội chưa từng có bao giờ mà tất cả nó đều quay xoay quanh cái lõi cân bằng uh, của người nga mà thôi và bây giờ nếu quý vị nhìn vào ấy nếu bây giờ quý vị là những nước ăn lô sắc sông thống trị thế giới mối đe dọa duy nhất đó chính là cái sự cân bằng của nước nga đúng không ạ cái sự ổn định của nước nga và cái vị thế của putin có thể nói như thế nếu nước nga bây giờ có biến thì khẳng định rằng là cái khả năng lật kèo uh, của thế giới Vương nam gần như vứt đi khối Brick cũng vứt đi và không biết đến bao giờ có một cái cơ hội như thế khi mà một có một cái uh, sự hội tụ của một con người như Putin, sự hội tụ của cơ hội của nước Nga, đúng không ạ? Của sự trỗi dậy của Trung Quốc, của sự trỗi dậy của bán cầu phương Nam, nó không có đâu. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái cơ hội cực kỳ hiếm hoi trong lịch sử. Và người Mỹ, vâng, những người nói tiếng Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để mà phá vỡ cái đó. Họ không bao giờ chấp nhận cái chuyện như vậy cả, đúng không ạ? Và họ sẽ biết rằng nguyên nhân tại sao nó nằm xung quanh cái vấn đề liên quan tới nước Nga. Đúng không ạ? Nó sẽ đặt ra một câu hỏi. Đáng nhẽ ra là bọn tao súng vào 40 đứa đập mày thì mày bây giờ mày phải chết trên chiến trường. Không chết trên chiến trường thì chết kinh tế, chết chính trị, chết xã hội rồi chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ mày vẫn làm mọi thứ mọi tốt? Thế thì như vậy tao phải làm cho mày những cái thứ đấy nó không được tốt nữa. Đúng không ạ? Nó sẽ phá vỡ cái thế cân bằng như vậy. Làm cách nào để làm được điều đó? Chỉ có một cách là khiến cho Nga huy động tối đa nguồn lực vào chiến tranh và sẽ gặp tất gặp tất cả những yếu tố của các siêu cường từng lụn bại đúng không ạ đó là quá ưu tiên vào các vấn đề liên quan tới gọi là quân sự và chiến tranh giống như nước mỹ bây giờ và nếu nga tiếp tục làm như vậy leo thang như vậy chắc chắn họ sẽ bị khủng bố rất nhiều chắc chắn họ sẽ bị tấn công vào các cơ sở lọc dầu lọc giết rất nhiều và người mỹ nói rằng là ukraine đừng tấn công nhưng mà xin lỗi quý vị tại sao họ nói như thế liên tục những ngày gần đây bởi vì họ rất muốn điều đó xảy ra tại sao họ hôm qua họ lại tiếp tục viện trợ cho Israel thêm vài tỷ đô nữa một cách vô điều kiện trước đó thì họ liên tục nói rằng Israel không được phép tấn công vào khu vực này khu vực kia nữa nhưng mà một lần nữa họ rất muốn làm điều đó họ rất muốn tiếp tục tấn công tiếp tục đánh nhau bởi vì chỉ có tiếp tục tấn công đánh nhau ở các chiến trường như này thì người Mỹ mới có thể duy trì được cái vị thế bá chủ của nó họ mà thôi. Còn nếu không thì chắc chắn là không có cửa nào để họ duy trì được. Họ biết ý thức rõ được cái sườn dốc mà họ đang tiếp cận đúng không ạ? Và chúng ta cũng biết khi mà chiến cuộc càng ngày càng leo thang, hận thù càng ngày càng leo thang với khả năng của những cơ quan tình báo của những người nói tiếng Anh, các nguồn vốn và các sự kết nối với những thế lực khủng bố, sự hận thù của Ukraine thì chắc chắn là họ thừa sức để có thể làm ra những cái vụ như thế này nước nga nữa và như vậy với việc là tấn công phá hoại vào cơ sở kinh tế không chỉ ở đây ở Bắc Cực ở các tuyến đường biển đúng ạ à, rồi tấn công khủng bố như thế này thì rõ ràng chỉ một thời gian thôi là nước nga sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn và người ta sẽ lật đổ Putin còn lúc bấy giờ thì toàn bộ phương Tây sẽ đến để mà canh giữ bên này bờ sông nước nga thì kể cả là có đem thêm nhiều quân nhiều gì đi chăng nữa nhưng mà cái việc vượt qua sông để mà đánh thì nó không phải là một chuyện một sớm một chiều được như vậy là một cuộc chiến trên quy mô lớn khiến cho nước nga sẽ phải mất cân bằng về vấn đề kinh tế xã hội phải thậm chí phải in tiền phải vay nợ đúng không ạ tất cả những điều đó nó diễn ra rồi những thiệt hại trên chiến trường rồi những cái bế tắc trên chiến trường đúng không ạ nó sẽ dẫn tới một cái kịch bản cực kỳ tồi tệ với nước nga đó chính là những cái điều mà của những kẻ nó đứng ở trên, nó nhìn thấy, nó thấy rất rõ. Còn nhiều người chỉ thích rằng là huy động quân để đánh xong, nó là xong. Chứ không nghĩ rằng là Ukraine họ hoàn toàn có thể cắn trả, gây rất đau đớn cho phía Nga. Nhất là có sự tiếp tay của những người nói tiếng Anh. Tôi thể khẳng định với quý vị là như vậy. Bởi vì nước Nga đơn giản nó quá rộng lớn. Đúng không, quý vị? Tôi chỉ đơn giản bây giờ là đường ống Nord Stream thì nó cũng có thể phá. Tất nhiên nó ở biên giới ngoài nước Nga. Nhưng mà nước Nga còn rất nhiều đường ống, rất nhiều cơ sở lọc dầu, dự án siêu khổng lồ ở vùng Bắc Cực, ngoài biên giới, những cái vùng Viễn Đông nó rất xa xôi. Quý vị đã đến nước Nga chưa? Đúng không ạ? Chúng ta thấy là không thể nào để lúc nào cũng có đủ cái nguồn lực để mà canh giữ được những cái đó đâu. Ngày hôm qua Ukraine còn tấn công thêm vào một cái nhà máy lọc dầu nữa và đã gây cháy, không biết cháy ở chỗ nào. Thì điều ấy cho thấy rằng là họ họ giống như Israel họ nói là người Mỹ nói thì nói chúng tôi vẫn làm. Đúng ạ. À. Thì cái câu chuyện này nó nói là gì? Nó nói cho thế giới biết là thế giới ghi nhận người Mỹ đã có thiện trí không tấn công khủng bố vào Nga, không tấn công vào các cơ sở kinh tế của Nga. Nhưng mà cơ bản rằng là đó chỉ là cái lời nói mồm của người Mỹ, ý Mỹ mà thôi. Đúng ạ. À. Còn trong lòng thì họ rất muốn điều đó. Họ bảo là họ muốn giá dầu nó không tăng. Muốn giá dầu không tăng tại sao họ lại áp giá trần với dầu Nga? Vâng, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái sự kiện này nó nó không đơn giản tí nào hoặc nó rất đơn giản đúng không ạ nhưng mà đây là chúng ta bàn để mà chúng ta nhìn ra những cái viễn cảnh nó khác nhau một là nó rất đơn giản nó là một cái sự hận thù cảm xúc cảm tính đúng không ạ đấy và chỉ mong nhìn thấy đối thủ mình đau cái chuyện đấy là chuyện mà chúng ta phải hiểu được nữa nhá đúng không ạ còn việc làm nó là sai trái nhưng mà chúng ta phải hiểu được không ai mà người ta đứng yên để cho mình đánh cả đúng không ạ cái đấy là một chuyện nó không bao giờ xảy ra nó đơn giản như vậy còn thứ hai nữa thì nó rất là phức tạp và những diễn biến nửa đầu đúng không ạ? Và nửa sau chúng ta đã thấy nó nó liên quan đến cái sự phức tạp kia. Nửa đầu thì nó rất giống như cái số 1 đúng không ạ? Tức là nó rất đơn giản nhưng mà nửa sau thì nó mới hở ra là nó liên quan đến cái sự phức tạp. Vâng, thôi được rồi, chúng ta hãy tiếp tục cập nhật thêm những thông tin sau. À, cơ bản thì nó cũng nhiều thông tin nhưng mà chúng ta nắm được cái tình hình diễn biến à, cái việc này đúng không ạ? Nó nói ra những cái à, cái cái hàm ý như vậy nếu như uh, cái người lính uh, cái, cái kẻ khủng bố đấy mà nó có hộ chiếu Ukraine và sống ở Ukraine thực sự thì chắc chắn rằng là và chúng ta cũng sẽ thấy sẽ có những cái sự leo thang nhất định của phía Nga trong thời gian tới. Còn cá nhân tôi thì uh, tôi thấy một điểm rằng là người chơi mà muốn chiến thắng thì một trong những điều quan trọng nhất là họ phải không biểu lộ cảm xúc và thứ hai phải rất kiên nhẫn. Cho nên tôi cũng không nghĩ rằng là phía nga à, có thể leo thang để tấn công tiêu diệt chính phủ hay cái này nọ, bởi vì chính phủ này ấy, nói thật ra là để nó tốt hơn nhiều so với nó mất, nó cũng giống như nhiều chiến trường của phía ukraine, nhiều cái để chiếm tốt hơn rất nhiều so với lại đánh chiếm. Có nghĩa rằng nó chưa đến thời điểm mà người ta cần chiếm quý vị nhé, chứ không phải nó không không chiếm đúng không ạ? Chính phủ này cũng thế thôi, tất nhiên là nó sẽ chưa đến thời điểm mà nga xử lý. Tất nhiên là xử lý thì chúng ta có nhiều biện pháp đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là về mặt uh, à chính nghĩa mà nói ấy, thì tất cả những kẻ mà nó mang cái tính chất là tội ác chiến tranh thì nó phải đối mặt với lại các phiên tòa thôi, đấy là cái hợp lý nhất chứ còn cũng không nên tìm cách để mà xử lý trừ những cái nhân vật nó nguy hiểm đúng không ạ? Đấy, cho người dân rồi những nhân vật mà nó có cái yếu tố khủng bố thì cái đó thì tất nhiên rồi, nhân loại ai cũng tìm cách để xử lý. Và như vậy thì uh, trong buổi tối ngày hôm qua, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị về thông tin về việc Nga đã đánh chiếm được cái thành quan trọng Ivaneska. Và ngày hôm nay họ tiếp tục tạo ra được rất nhiều những cái bước tiến ở khu vực Adipka nữa và thế trận uh, có vẻ đang uh, rất là lợi thế cho phía Nga. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ đến với đòn tấn công chiến thuật của hai bên khi hôm qua Ukraine đã bắt đầu tung đợt tấn công rất lớn và cái điều này thì chúng ta cũng đã nói mấy hôm trước rồi đúng không ạ? Từ rất lâu rồi thì Ukraine đã không bắn phá được cái gì đáng kể, ngoài cái đợt tấn công vào các uh, cơ sở dầu giết thì nó bây giờ nó là một cái việc thường ngày của họ. Nhưng mà về các mục tiêu quân sự ở khu vực biển Đen thì rõ ràng là họ đã đến lúc họ cần một cái chiến thắng nào đó. Hôm qua uh, nỗ lực tấn công tên lửa của phía Ukraine diễn ra trong thời điểm uh, tang tóc của nước Nga đúng không ạ? Mà uh, đã xảy ra ở khu vực uh, Sevastopol uh, uh, khu vực hạm đội biển Đen. Thông tin ban đầu thì Ukraine đã sử dụng đến mười mấy tên lửa Storm Shadow, uh, Scap của Pháp cũng giống như là Storm Shadow ấy, để mà bắn vào uh, các khu vực này, uh, những uh, phía Nga cho biết họ đã bắn chặn 10 tên lửa Storm Shadow. Uh, còn lại thì đã có những thông tin về việc uh, các uh, một cái tên lửa rơi trúng đài chỉ huy uh, của hạm đội biển Đen. À không phải đài chỉ huy, đài liên lạc của hạm đội trung tâm liên lạc ấy Tức là nó là những cái khu vực mà nó có radar anten ấy Khu vực thứ hai là cái khu vực nhà kiểu như nhà tập thể, nhà trung cư Của những cái um, sĩ quan uh, trong lực lượng không quân Nga đang ở đó Còn lại một cái nữa thì nó rơi vào cái khu vực dân cư uh, Một cái khu vực nào đó mà nó không cũng không có cái danh tính cụ thể như vậy thì tổn thất thì chúng ta cũng chưa xác định, nhưng mà nếu nó rơi vào chỗ phi công đang sống thì có khả năng là sẽ có những tổn thất về phi công. Tuy nhiên đấy là tôi dự đoán thôi. Còn cái trung tâm liên lạc thì cơ bản chúng ta cũng không biết là nó là trung tâm liên lạc kiểu như thế nào. Nó có một cái anten thì nó cũng có thể nói là một cái trung tâm liên lạc, cho nên chúng ta sẽ chờ cái xác nhận sau. Nhưng về cơ bản thì nó không liên quan gì đến tàu bè và có vẻ như nó không có cái gì nó quá lớn. Rồi họ tiếp tục tấn công vào vùng Belgorod và họ tiếp tục pháo kích, không họ pháo kích trở lại trong một thời gian khá lâu vào vùng Donetsk bằng tên lửa Hima, bằng bằng uh, hỏa tiễn Hima. Như vậy là phía Nga, Ukraine đã tung ra ba đòn tấn công chiến thuật từ ba hướng, đúng ạ. và những cái thông tin bên đầu nó là như thế này. Còn phía Nga, thời điểm buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã có thông tin về việc 90, uh, 14 máy bay TU-95 của họ đã xuất kích và đến thời điểm cách đây một tiếng thì đã có những thông tin về việc là tên lửa có đã bắt đầu xâm nhập vào lãnh thổ ukraine từ nhiều hướng trong đó có cả những hướng ở khu vực kharkov rồi khu vực Sumy đấy là hướng thôi còn bây giờ thì chúng ta đã có những thông tin ban đầu về các vụ phát nổ ở vùng tenopin này khu vực Lviv, là vip là bằng uav tấn công này kirogros này À, Kiev này có vẻ như Kiev lại một lần nữa là hứng chịu rất nhiều tên lửa của phía Nga. Trong nỗ lực tấn công vào Kiev thì chúng ta thấy là phía Nga họ đã sử dụng những cái đợt tấn công tên lửa từ khu vực vùng Chernihiv xuống ở đây, vòng sang hướng đông kết hợp với lại đợt tấn công từ hướng đông chạy sang ở đây rồi bắt đầu nó lượn xuống phía nam, nó lượn xuống phía nam như này rồi xong rồi có khả năng nó sẽ quay vào lưng Kiev hoặc nó xuống hướng sang các khu vực miền đông ở miền Tây trong đó có các tỉnh như là Lviv đúng không ạ à, tỉnh Zitomi trong ngày hôm qua vùng Technopin vùng Ivano Frankfurt và vùng Klimensky vừa thêm có vụ nổ ở Lviv như vậy là đấy là những thông tin bổ sung thêm nổ ở Kiev Kirogrod nhiều này và vừa có thêm ở Mykolaev này 94 uh, 14 cái TU95 ấy mà nó mang theo đủ cơ số tên lửa ấy, thì cái số lượng tên lửa nó ở dạng kỷ lục từ trước đến nay đấy. Như chúng ta không biết rằng là họ mang theo bao nhiêu tên lửa và có phải chính xác là 14 chiếc hay không. Nhiều cái nó cũng là giả luôn. Vâng, có vụ nổ ở Khắc Cốp và Odessa nữa rồi. Đặc biệt là trong 1 2 ngày gần đây thì Nga tấn công rất nhiều vào vùng uh, Kimenchak uh, ở khu vực này khi họ biết rằng là ở đây thì Ukraine đã tụ tập rất nhiều lực lượng lính của NATO. Người ta nói không phải lính đánh thuê mà là lính dạng nào đó theo dạng như là gọi là biên chế đấy của NATO khu vực đấy. Và đấy cũng là khu vực mà tổng kho uh, dầu, xăng dầu của Ukraine. Cho nên là phía Nga cũng tấn công ác liệt bằng cả UAV lẫn tên lửa trong suốt 24 giờ đồng hồ. Theo thông tin từ phía Ukraine cập nhật thì là đợt tấn công tên lửa hôm qua đã tấn công cả vào tàu nữa và căn cứ không quân vào tàu. Nhưng mà nhìn chung thông tin của Ukraine thì cần xác nhận hơn. Thêm, phía Nga thì cũng cần xác nhận. Nhưng mà thông thường thì phía Nga thì những cái thông tin kiểu như này thì ban đầu nó chưa lộ ra. đấy Nhưng mà kiểu gì trước sau nó có thì nó sẽ ra, nó cũng sẽ chính thức được công báo như vậy đến thời điểm này thì tuy là đã có tí vùng có khói ở khu vực uh, Sevastopol nhưng mà bên nga thì vẫn cho rằng là họ đã bắn hạ phần lớn còn ukraine thì nói rằng gây ra tổn thất lớn cho phía nga cập nhật thêm sân bay Klimensky một Su-324 đã bị uh, thiệt hại nặng do những cái mảnh vụn của tên lửa bắn vào một uh, loạt các cái xe vận tải ở uh, đỗ gần cũng đã bị phá hủy Technopin là một cái kho và là cái cơ sở của trung đoàn độc lập số 777 của Ukraine. Ở vùng này thì có các cái bồn dầu và các cái kho nhiên liệu kiểu gì nhỉ? Và dầu nhớt bị tấn công bởi hai quả tên lửa. Như vậy là nhìn ban đầu chúng ta chưa biết các cái vụ nổ tiếp theo thì nó gây ra tổn thất như nào. Nhưng mà có vẻ những đợt tấn công của Nga thì càng ngày nó có một cái sự tổ chức và nó cái tính chiến lược nhiều hơn, lựa chọn mục tiêu nhiều hơn. Khả năng là họ tung rất nhiều những cái đợt tấn công gọi là giả đấy vào các địa điểm, rồi những cái mục tấn công thật thì nó tìm đến những cái khu vực quan trọng để nó phát nổ. Bây giờ thì theo một vài kênh của Ukraine à, thì họ nói rằng là trước đây Putin đã hứa là sẽ không bao giờ tấn công vào các cái quan chức của chính phủ Ukraine ông ấy đã hứa với lại uh, cựu thủ tướng israel sau khi đã họp với ông ta rồi với cả tổng thống erdogan của thổ nhĩ kỳ và các lãnh đạo phương tây đã đảm bảo với zelensky rằng là ông ta sẽ không trở thành mục tiêu rồi những người trong chính phủ đã có thể đi lại một cách rất là thoải mái ở trong đất nước của mình cũng như là vòng quanh thế giới Tuy nhiên thì với sự kiện ngày hôm qua thì nhiều người nói rằng là có khả năng bây giờ cái việc đấy nó không còn được đảm bảo như trước nữa. Và người ta cũng đồn rằng mặc dù là Putin là một người chưa bao giờ thất hứa nhưng mà cũng rất có khả năng là ông ấy sẽ hủy cái lời hứa của mình bằng cái việc tấn công theo một cái cách nào đó để tiêu diệt những cái người cần tiêu diệt. Người Nga nói rằng là cảnh báo những người dân Ukraine bình thường cần cẩn thận hơn bởi vì bây giờ mọi việc nó đã leo thang hơn, mọi việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nhìn chung thì đấy chúng ta thấy mấy ngày hôm nay mấy ông Nga thì luôn đi cảnh báo người dân Ukraine. Còn người dân Ukraine thì ăn mừng, đúng không ạ, vì thịt người Nga cháy barbecue rồi là chúc mừng, chúc tụng nhảy múa khi mà có sự kiện thảm sát. Tất nhiên chúng ta cũng chỉ nói trên một cái hiện tượng thôi, đúng không ạ? Còn người Nga thì có người này người kia, người Ukraine cũng có người này người kia. Nhưng mà cái không khí, cái đại đa số đấy, ví dụ như một cái hình ảnh nó mới đưa lên mà lên mấy chục nghìn người mà tổ chức ăn mừng rồi, thì cái điều đấy nó cũng nói lên cái trạng thái tâm lý của xã hội, đúng không ạ? Và tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà trong cái chính phủ của ông Zelensky bây giờ thì tôi thấy chỉ có Budanov và cái người đứng đầu cơ quan an ninh SBU thì là đáng đồng tiền bắt gạo thôi, còn tôi thực sự không thấy ai đáng để Nga lãng phí một quả tên lửa cả. Nhưng có thể khẳng định rằng là sau sự kiện này thì tư vấn, chuyên viên, quân lính, lính đánh thuê của phương Tây đến chắc chắn là Nga sẽ không tiếc tên lửa, đúng không ạ? Có khi là tìm ra một đội vài chục ông là cũng chơi cả triệu đô để tiêu diệt luôn mà dã dạng là tiêu nhiệt nhầm còn hơn bỏ sót Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại diễn biến trên mặt trận như vậy là ngày hôm qua thì uh, giao tranh diễn ra uh, vẫn rất ác liệt ở khu vực adipka nhưng mà chúng ta đến với sự kiện giải phóng của nga liên quan tới ivaneska vâng đây rồi thị trấn đã chuyển sang màu đỏ uh, là kiểm soát cứng của phía nga rồi và khu vực phía ngọn đồi phía bắc cũng đã được phía nga gọi là bảo vệ đúng không ạ phòng thủ chặn được các bước tiến của phía Ukraine, rồi thậm chí là mở rộng ra ở cả hướng Bắc, rồi chính cái bản thân khu vực đó, và tất cả các khu vực trung tâm gần như đã rơi vào tay Nga hết rồi. Vâng, các khu vực đô thị đã xong hết rồi. Như vậy là bước 1 à, phía Nga đã giải quyết xong. Tuy bước 2 còn nhiều khó khăn, nhưng mà rõ ràng đây là một cái bước nó cần, đúng không ạ, còn bước 2 là bước đủ. Đơn vị đánh chiếm của khu vực cao điểm này chính là cái sư đoàn số 98, à, sư đoàn dù của phía Nga mà từng đánh vào sân bay Gotomen à, của Ukraine khi chiến dịch bắt đầu. Sư đoàn này đã đột kích à, vào à, đánh chiếm nhanh, sau đó họ đánh bật quân Ukraine rồi tiếp tục à, gây sức ép và phía Ukraine nhiều lần phản công nhưng không chiếm lại được cao điểm. Và chúng ta cũng đã có một cái phán quyết trước, đúng không ạ? nếu Ukraine không chiếm cao điểm thì cái số phận ở đây nó sẽ tính theo giờ và cũng chưa đến theo giờ thì vâng đúng là theo giờ khoảng 12 tiếng đồng hồ sau thì đã thất thủ. Trên màn ảnh thì chúng ta có thể thấy là bước tiến của Nga rất lớn sau khi họ tiến chiếm được toàn bộ Ivaneska thì họ đã mở các vùng kiểm soát và đánh chiếm lên rất nhiều ở khu vực phía bắc, gần như là họ đã tiến một cái bước tiến nó kinh hoàng mà trong nhiều tháng không thể tiến được đúng không ạ? Nhờ đánh chiếm được cái khu vực này và cái cao điểm ở khu vực trung tâm. Như vậy là cái quận bên này bờ sông của Ukraine à, có khả năng sẽ rơi vào trạng thái à, nguy kịch nếu như Nga tiếp tục gây sức ép và mở rộng trận địa của họ hoàn toàn về khu vực Bodanipka. Bây giờ thì nó đã dễ hơn rất nhiều rồi. Một trong những cái bất lợi của Nga ở đây là bây giờ họ đang chuẩn bị phải tiếp cận vào những cái vùng cao điểm nhất của phía Ukraine ở bên này và bên kia bờ sông và như vậy là chúng ta thấy bước tiến này rất lớn đúng không ạ và khả năng bây giờ đang giao tranh dữ dội ở cái khu vực này với lợi thế chắc chắn là liền với uh, nghiêng về phía nga rồi họ đã có thêm những mũi tấn công từ hướng bắc xuống để đánh vào lưng của cái cụm uh, chiến trường của ukraine ở đây bên trên này thì cũng tương tự đúng không ạ họ đã có rất nhiều cái góc để mở các uh, trận địa uh, và sẽ gây ra cái bất lợi cho phía ukraine ở trên toàn các cái tuyến phòng thủ vâng nhưng mà chúng ta cũng uh, chắc chắn là cũng không phải là dễ ukraine họ vẫn tiếp tục uh, đưa quân để mà thậm chí có những nỗ lực phản công để chiếm lại cao điểm ở đây và phản công vào hướng tây của thị trấn rồi tiếp tục đưa quân vào hướng phía nam để mà củng cố bằng được cây tuyến này và cũng chặn các bước tiến của nga ở khu vực dưới Kikicha chỉ có phía trên là họ không chặn được thôi như vậy là đây thì phía nga ngoài bước tiến bên dưới thì họ cũng đánh chiếm ở phần đây phần lớn này vùng xám đẩy ra xa ở đây này chiếm những cái khu vực ở đây này đấy, đấy là những cái điểm rất quan trọng à, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi sắp tới ở khu vực phía nam của Bodanipka và tất nhiên là cuối cùng thì Bodanipka cũng sẽ rất khó để có thể phòng thủ khi phía nga đã mở toang ra và đã đập gãy đúng không ạ cái mắt xích phòng thủ liên kết giữa các trận địa à, quan trọng nhất chính là cái cao điểm vậy là những cái mắt xích mà ở tuyến 1 thì nó chắc chắn nó sẽ dụng rồi đúng không ạ nó là tuyến dụng này chỉ còn cái tuyến hai của ukraine nó chính là cái tuyến đằng sau này thì chúng ta phải chờ thôi nhưng mà như vậy thì cho thấy rằng là nó tuyến phòng thủ ukraine mặc dù nó còn nhưng mà nó sẽ rất mỏng đúng không ạ nó sát bờ sông và nó mỏng nó rất dễ bị xuyên thủng ở phía dưới này cũng thế sau khi nga tiến chiếm được ở đây rồi thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là họ có thêm cái hướng tấn công vào các cái trận địa của ukraine còn lại cũng rất khó để dĩ kikitcha andipka và toàn bộ cái chiến trường có ở khu vực uh, sát bờ sông vậy là khả năng chúng ta sẽ thấy cái mặt trận của nga tiến tới cái khu vực sát bờ sông trên toàn tuyến là là rất sớm nếu như trong trường hợp mà phía nga có một cái ý định đúng không ạ là tiến công qua bờ sông với việc là nga liên tục uh, tấn công bằng bom đạn ác liệt vào ra thì nó có một cái dấu hiệu là khả năng nga sẽ vượt qua để bao vây đấy còn họ có đánh hay không thì chúng ta không biết Uh, họ tấn công rất nhiều và nó liên miên cả tháng nay rồi, đúng không ạ? Thì một là họ làm cái nguồn lực ở đây nó bào mòn để họ dễ dàng đánh chiếm cái cụm này, nhưng mà cái dấu hiệu nữa là họ sẽ chuẩn bị sang. Sau khi, sau được uh, ivanetska thì Nga sẽ tiến tới phía nam ở đây, sẽ khiến cho ukraine phải phòng thủ, tập trung phòng thủ ác liệt cho cái tuyến này. Rồi họ sẽ đánh bằng được, uh, thậm chí không đánh thành này trước, thì họ sẽ đánh bằng được cái thành ở khu vực này để tiếp cận với lại Chasipcha từ phía bắc rồi sau đó kết thúc cái thành ở trước mặt và ép ra đúng không ạ đây là tuyến phòng thủ quan trọng tuyến hậu cần của ukraine toàn cho toàn, toàn bộ khu vực này và trên một cái cao điểm cộng với rất nhiều thành quách à, cao tầng cho nên nga muốn đánh được thì à, chắc chắn là họ sẽ phải mất đến hàng quý để mà dồn hỏa lực vào đấy với việc Nga đang uh, sửa soạn cho các loại bom 3.000 thì chúng ta cũng không biết được, đúng không ạ? Từ khoảng cách này mà cứ uh, ném bom 3.000 vào đây thì cũng là một cảm giác nó rất là phê. Có nghĩa rằng là họ có một cái uh, hậu tuyến cực kỳ là an toàn, trận địa pháo, đúng không ạ? Mặc dù là Ukraine trên cao điểm thật nhưng mà ở đây thì phía Nga cũng có một cái trận địa nó, và nó khá là an toàn để họ có thể uh, gọi là dùng pháo để mà đập nát những cái thành quách của Ukraine ở bên trong và như vậy thì ở đây chúng ta cũng đã nói khá nhiều rồi cơ bản hướng bắc mút phía này đã Ukraine đã thất trận ở một cái thành trì quan trọng nhất và là thành trì mắt xích để mà toàn bộ những cái chuỗi phòng thủ bên này nó sẽ sụp theo bây giờ thì cái câu chuyện nó đặt ra là phía nga sẽ hướng về khu vực này phía bắc như thế nào đúng không ạ họ sẽ giải quyết được cái cụm uh, tuyến phòng thủ dày đặc của Ukraine ở cái hướng bắc của Soledad như thế nào ở đây để mở rộng trận địa hướng về phía tây uh, ở phía đông đông bắc. Còn toàn bộ khu vực phía này phía xuống thì coi như là nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi nào chúng ta thấy nga mở cái trận địa ở cái hướng này uh, thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ cắt toàn bộ cái sự liên kết giữa hai cái mặt trận hai bên của Ukraine, khóa sổ khu vực này, nã đạn vào khu vực trung tâm Kramatorsk. À, rồi là bào mòn, đúng không ạ, kiểm soát hỏa lực đối với lại việc di chuyển hậu cần quân của Ukraine ở các tuyến điền quan trọng này à, và uy hiếp toàn bộ cái hướng về Slovenia, à, rồi họ sẽ dành tay để họ phát triển trận địa của họ về cái khu vực hướng Bắc mà đó chính là cái mặt trận Sivac mà chúng ta đã nói từ lâu và đây chắc chắn là một cái uh, trận địa sẽ rất khó khăn cho phía nga khi mà nó ở trên cái đỉnh đúng không ạ uh, và ukraine đang có một cái thế trận thuận lợi nó chỉ có mỗi một cái điểm là nó bên này bờ sông còn cơ bản ba làng nó dày đặc nó zin dít với nhau uh, đấy nó thin thít với nhau và nó tạo thành một cái phòng cung lõm rất khó để có nghệ cho nga tấn công lên trừ khi họ đánh được ở đây rồi họ men theo dòng sông uh, tập uh, kết vào các khu vực hậu uh, phương đúng không ạ uh, từ phía đằng sau từ phía Sườn. Chuyện này thì sớm muộn cũng xảy ra thôi bởi vì là phía Nga đã tấn công ác liệt vào cái thành này từ rất lâu rồi, có lúc họ đã chiếm được rồi nhưng mà để phía Ukraine phản công lấy lại à, và như vậy là trước sau thì họ cũng sẽ quay trở lại họ chiếm bằng được. Các thành còn lại đặc biệt là Hiroripka thì nó cũng không dễ đúng không ạ? Trông nó cũng rất là khó ở cái vị trí như thế này. Nhưng mà về thế trận tức là cái thế uh, tuyết lăn thì rõ ràng là nó là một cái thành sẽ khá trơ trọi. À, nếu như toàn bộ cái chuỗi phòng thủ phía dưới nó mất ở à, Trên hướng này thì ngày hôm qua đến trưa Có nghĩa là ngày thứ bảy của họ Tổn thất chỉ có 200 uh, nhỏ Rồi chiều nó mới thất thủ Khả năng là ngày mai thì nó sẽ cao hơn Còn uh, chiến trường uh, ác liệt uh, nữa Đó là cái khu vực uh, Adipka Với tổn thất vẫn rất cao Cũng 360 Trên mặt trận thì toàn bộ chiến trường đều giảm tổn thất Từ uh, Donetsk và các vùng khác Thậm chí là Nam Donetsk thì nó còn ít còn vài chục thôi, nó chỉ bằng 2 phần 3 mỗi ngày, nhưng mà Adipka thì nó vẫn cao, vẫn gần 400. Bây giờ thông tin liên quan đến Adipka thì nó rất nhiều, nhưng mà đại khái bây giờ là sau khi phía nga đã đánh xong Tô giải quyết rồi, thì họ đã tiến rất nhiều về khu vực hướng tây. Chúng ta hôm qua mới vẽ lên đây, nhưng mà hôm nay thì có vẻ như Ukraine đã phải rút tít ra khỏi khu vực bờ sông ở đây. Như vậy thì cái cụm này đúng ạ cái uh, thung lũng này thì chắc chắn là nó cũng sẽ nhanh chóng nó sụp đổ thôi uh, thông tin về việc nga đã vượt được qua sông đánh vào khu vực uh, simenipke uh, đã đã rất nhiều biên đã uh, xác nhận và đặc biệt là một cái uh, diện tích rất lớn đúng ạ hoàn toàn ở bên này bờ sông thì đã rơi vào cái sự kiểm soát hoàn toàn của phía nga rồi đây chúng ta nhìn thấy cái chỗ này rồi là ở sát trung tâm của BDG, ở đây đúng ạ Khu vực này thì kiểm soát hoàn toàn. Khu vực này kiểm soát như vậy là một ngày phía nga kiểm soát ở vùng bắc mút rất nhiều và ở cả tối tuyến này ở tất cả các thị trấn đều tăng cái mức độ kiểm soát lên rất xa. Bây giờ thì hai bên đang giao tranh rất ác liệt ở xung quanh hai đầu của thị trấn Semenivka. Phía nga vẫn chưa tạo được bước tiến đáng kể. Ukraine vẫn đang dựa vào cái vị trí của cái thành này nó rất khó khi nó có cái bờ sông và hai đầu và Ukraine Nga phải tiến từ hai đầu vào. Nhưng với việc Nga đã chiếm hoàn toàn được bên phải bờ sông thì khả năng là họ sẽ ức chế được cái hỏa lực ở phía chính mặt của phía Ukraine. Bây giờ thì chưa có thông tin về 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 bước tiến nhưng khả năng là chúng ta sẽ thấy nó sẽ sớm khi mà toàn bộ phía dưới nó đã mất này, BDG cũng đã bị phía Nga ép lại dần đặc biệt là cánh phía dưới, đúng không ạ? Chúng ta thấy là phía nga đã tiến ra khá nhanh như vậy là chẳng mấy chốc họ tiến xuống Peromaiske, rồi khu vực này với thế trận này thì nó cũng không giữ được bao lâu. Mặc dù ở một vài trận địa ukraine đang kháng cự rất ác liệt như ở Berdichi chẳng hạn hoặc là cái góc ngã ba này, nhưng nhìn chung thì với việc là khi phía nga tấn công về Zhyrovytske rồi ở Novomikhailivka trong những ngày gần đây không thấy ukraine còn tổ chức được những đợt phản công ác liệt nữa. Có vẻ như là phía Ukraine đang có một cái sự trùng nhất định nào đó liên quan tới việc à, tuyên bố về của Mỹ, đúng không ạ? Là khả năng Ukraine sẽ phải rút khỏi một những vài những cái vị trí quan trọng ở tiền tuyến để và lùi về các điểm phòng thủ à, vững chắc hơn. Tất nhiên thì đấy là cảm giác thôi chứ còn tôi cũng chưa thấy bao giờ Ukraine họ chủ động họ rút quân bao giờ cả. À, đánh nhau đến mức độ một là chết hai là không rút được thì họ mới rút đúng không ạ vâng như vậy thì um, chúng tôi chỉ có hai cái mặt trận lớn là hai cái bước tiến rất lớn của phía nga trong ngày hôm qua và cũng có lẽ là một ngày uh, có khủng bố đúng không ạ rồi là họ tập trung vào tiến ở những khu vực này trong ngày thứ bảy chủ nhật cũng là những cái cố gắng và cái sự tập trung rất cao của họ rồi còn lại các chiến tuyến khác thì không có gì thay đổi À, vậy là cái sự uh, những cái diễn biến chính liên quan tới việc nga đã um, bắt được cái nhóm khủng bố rồi càng ngày càng có thêm những bằng chứng về việc là uh, ai đứng đằng sau những cái vụ như vậy uh, về nhìn trước mắt thì cũng chẳng còn ai nữa đâu nhưng mà nhìn đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là cần một chút những cái uh, suy nghĩ nó sâu sắc hơn đúng không ạ có nghĩa rằng là nó không đơn thuần nó dị như vậy còn nếu nó đơn giản thì nhìn thấy phát đạn thấy ngay rồi nhưng chính vì nó đơn giản quá cho nên chúng ta cần phải để ý thêm À, trong khi đó ngoài chiến trận thì mặc dù có vụ khủng bố nhưng mà phía nga vẫn tiếp tục tạo được những bước tiến à, rất quan trọng liên quan đến những chiến trường quan trọng nhất đang à, tích cực ở ngoài chiến tuyến hiện nay đó là Adipka và đặc biệt là họ đã giải phóng được cái thành Ivaneska rất khó nhằn trong suốt à, cả tháng vừa qua vụ tấn công à, của Ukraine vào vùng à, Sevastopol chúng ta cần à, có thông tin theo dõi thêm và các vụ tấn công tên lửa và uav của phía nga trong nỗ lực ngày thứ ba liên tiếp vẫn tiếp tục gây ra những cái tổn thất đáng kể cho phía ukraine bây giờ thì chưa có một cái hành động là leo thang chưa có xét xử chưa có quy trách nhiệm chưa có leo thang à, mọi việc làm như thế nào nga vẫn đang làm và chúng ta sẽ chờ đợi gì à, chúng ta sẽ chờ đợi à, kết quả của các cái việc à, điều tra của cơ quan thì, à, An ninh liên bang nga, rồi những cái um, phát biểu, quyết định nào đó của lãnh đạo nga. Và tôi thì tôi không có quá kỳ vọng về việc là những người như ông Putin sẽ có một cái quyết định nói rằng là uh, từ ngày mai là chúng tôi sẽ tìm và diệt tất cả người này người kia, vân vân. Uh, tôi nghĩ là không có cái việc đó. Nhưng mà chắc chắn là nga sẽ tập trung cái nguồn lực để săn tìm những cái gọi là tay săn bàn, tay sát thủ nguy hiểm từ phía ukraine, cũng như À, sẽ có những cái sự leo thang liên quan tới những cái cơ quan đơn vị có thể dính líu tới những cái vụ khủng bố, rồi những cái tổ chức cá nhân của phương Tây hoạt động ở Ukraine, đúng không ạ? À, chắc chắn họ sẽ mạnh tay hơn, cứng tay hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị ngày chủ nhật vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.